Chúa cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, dạy dỗ cho muôn dân, tuân giữ điều Thầy truyền dạy cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, không biết mọi người có thấy nó có một sự trùng hợp và ý nghĩa giữa việc chúng ta tổ chức học hỏi phúc âm Thánh Marco với ngày lễ hôm nay không? Chúng ta học và tìm hiểu phụ âm Marco, và hôm nay chung kết, thì chung kết của chúng ta lại là lệnh truyền sai đi. Học rồi phải đi ra thực hành như đó, đạt giải nhất rồi thì phải, mà mọi người đều nhất hết á, chỉ có Đức Cha là bét. Nói thật, tôi ngồi đây tôi phục sát đất luôn, giỏi thật. Có khi nếu cho tôi thi, tôi bị loại khỏi từ cái vòng gửi xe. Bởi vì tôi chỉ có nhớ cái chung chung thôi. Còn chi tiết như các vị là tôi không nhớ được đâu. Nhưng mà chúng ta biết nhớ là lệnh truyền Chúa hôm nay sai đi, để chúng ta ra đi. Mà chúng ta ra đi thì đầu tiên nó bao giờ nó ngại. Ngại như ông Jonah. Jonah đầu tiên Chúa sai ông đi trao giảng cho dân thành Ninive. Ninive là dân ngoại nha, thành đặc dân ngoại luôn. Vậy mà dám đi đến cái thành đó, cái nước đó mà giảng, lại giảng ra mà giảng mà khen nó thì còn được, lại còn giảng cảnh cáo cơ. Còn 40 ngày nữa, nếu mà không sám hối chết cả lũ. Trời ơi, đem đi. Bây giờ nó thật với ai mà đi, đi ông nào vào nhà nào bảo này cẩn thận nhá, không cẩn thận là mai kia nhà này chết cả lũ, nó không túm vào đánh chết ngay. Ê, mà dám đến nói, ông ấy trốn đi taxi, taxi, xin lỗi đến taxi, trốn mặt Chúa. Nhưng mà Chúa lại cho một cơn bão nổi lên đám tàu, à không, xin lỗi, thế là những người trên tàu ném ông ấy xuống, rồi ông ở trong bụi cá mấy ngày ấy nhỉ? 3 ngày, rồi nó nhà ông ấy đến đâu? Đến chỗ Ninive. Thế là buộc ông phải đi rao giảng tin mừng thôi. Dân thành Ninive từ vua đến quan đến thường dân là ăn ăn sám hối, mặc áo nhậm ăn ăn sám hối hết. Chúa tha, Chúa tha là ông hôm nay ông đi, ông Jonah ông ấy nổi giận. Nổi giận với Chúa. Ông bảo con biết thừa, con đã nói rồi, con đã biết trước rồi. Trước khi mà Chúa sai con đi con biết thừa. Chúa chỉ cần nó hơi ăn ăn sám hối cái Chúa tha ngay. Bây giờ con bảo nó như thế mà Chúa thực hiện một cách khác, nó chửi vào mặt con, nó bảo là con vớ vẩn ăn nói linh tinh. Chúng ta cũng vậy thôi.
Đầu tiên học phúc âm Marco nhiều người ngại lắm. Hay là sai đi mà đi làm giáo lý viên ngại lắm chứ. Lắm người trốn ấy chứ. Nhiều chỗ là cha đi vận động là nó trốn, chả ở đấy đâu. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta đi. Và cái bài của Ninive nói là Chúa nói là chả nhẽ đến mấy nghìn người mà không phân biệt tay phải tay trái mà lại ta lại hủy diệt nó hay sao? Và cuối cùng, trước những cái lý lẽ của Chúa, Giona đã phải tâm phục khẩu phục. Thì đi thi của chúng ta lắm cũng chả được như ý đâu. Thi hạt tôi thấy nhiều vấn đề lắm. Tôi nhận đầy tin nhắn thế này. Úi dồi, tin nhắn. Rồi ơi, cái chỗ đấy sứ cha đặc trách giáo lý chả thắng thì sao, gian lận vân vân. Phàn nàn. Đấy, nhiều phàn nàn lắm. Cũng phàn nàn như vậy. Có lẽ cũng giống tâm trạng của Jonah. Tôi cũng kiên nhẫn nghe và kiên nhẫn trả lời rằng, thưa các vị, đề của chúng tôi là tuyệt đối bí mật. Tuyệt đối, không để lộ ra ngoài đâu. Không phải thế chả nhẽ cứ cái sứ của cha đặc trách giáo lý là phải về bếp à? Cứ phải về bếp à? Vì nhất là nó bảo là ôi giờ đấy lại thiên tư, lại lộ đề. Ở ngay cái hạt mà nó thật chả liên quan gì ban ra đề. Cũng bảo đấy, ông ấy là đặc trách thì ông ấy, các bạn được học câu này, chúng con chẳng được học câu kia. Thưa nó, ở cái người mà hướng dẫn dạy dỗ. Thế nên thôi, chúng ta giống Jonah, cố gắng học Jonah ở điều này. Jonah không đi ra ngoài nói linh tinh, nhưng Jonah tâm sự với Chúa. Tâm sự với Chúa để chính Chúa giải thích cho Jonah. Nên Thánh Đa Minh mà tôi lại nhận là bổn mạng, ông ấy chỉ nói với Chúa thôi. Tất cả các chuyện tâm sự với Chúa hết và Chúa giải quyết. Chúa nói với chuẩn. Đấy, và hôm nay bài đọc 2, bài trích sách tông đồ công vụ. Nhưng điều mà nó không may thì nó trở thành điều may mắn. Bị bách hại nên các tông đồ và mọi người tản mát khắp nơi, và họ đem tin mừng đến cho những anh chị em lương dân. Nên tôi phấn khởi lắm, ở một số giáo xứ tin mừng ra ngoài chợ, bởi vì đem cả tin mừng Marco ra chợ học á, bàn luận với nhau. Chợ bồng rồi chợ keo rồi có cái chợ bo rồi chợ nọ chợ kia, đem ra đấy học, tin mừng ra tận đấy. Đó là những điều rất tốt lành. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có một thứ mà chúng ta có thể thực hiện lệnh truyền của Chúa, hãy đi giảng dạy muôn dân. Đó là cái điện thoại và truyền thông. Chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể, anh em trong ban truyền thông có thể truyền đi khắp thế giới cái thánh lễ chúng ta đang cử hành này. Và chúng ta cũng lo âu về cái này, rất lo. Các cha, các đức cha, kể cả Đức Giáo Hoàng, kể cả Thượng Hội đồng Giám mục, rất lo về chuyện này, vì người ta cứ dán mắt vào cái này. Học nó không chịu học, nó chỉ lên phây, nó lướt phây, rồi nó nhắn tin rồi nó đủ mọi thứ ở trên này. Nhưng mà có một vị thánh trẻ Carlos, đúng không? Đã Acutis, đã sử dụng cái này để loan truyền lời Chúa. Tôi cũng nghe mấy anh chị em ở xây dựng gần đây 11 giờ đêm còn tinh tinh cái tin nhắn này. Để làm gì? Để giúp nhau học phúc âm Marco. Ông về ông tâm, ông chồng tâm sự với cha khổ lắm. Đêm con đấy còn thấy tinh tinh là nhắn tin với bạn để mà khảo nhau về phúc âm Marco. Đó là điều rất tốt lành. Và chúng ta cũng có những gương sáng, nhiều gương sáng. Hôm nay tôi muốn nói đến một người, tôi muốn mời luôn lên đây. Tôi cũng định là để sau tôi mới mời lên, nhưng mà sợ các vị ấy đợi nó lâu, bởi vì bây giờ chưa biết ai nhất nhì ba tư,
Nhưng những phần thưởng này là phần thưởng tôi phải trao giải và giải nhất. Đó là một cụ 87 tuổi vẫn đi thi giáo lý. Một tràng vỗ tay. Con xin kính mời cụ Maria Nguyễn Thị No, giáo họ Duyên Lễ, giáo xứ Bích Du, giáo hạt Thái Tụy lên trên này giúp con cái. Cụ ngồi đâu nhưng giúp lên con lên cái. 87 tuổi đi thi. Đâu không biết, cụ đâu đâu không biết. Hay ngồi giấu mình ở đâu không biết. Cụ đâu nhỉ? Cha quản hạt, cha xứ đâu rồi không biết. Hay là mệt quá là chạy đâu rồi không biết. Đấy, cụ hay là cụ... Rồi, bây giờ cụ đấy chưa có. Thì con xin mời một gia đình 9 người đi thi. Vâng. Xin mời ông nội Du Re Nguyễn Đức Huỳnh, bà nội Maria Trần Thị Mừng, con trai Du Re Nguyễn Văn Hòa, con dâu Maria Bùi Thị Nga, con gái Maria Nguyễn Thị Hân, con rể Du Re Nguyễn Văn Đán, cháu nội Du Re Nguyễn Đức Hào, cháu nội Maria Nguyễn Ngọc Thi và cháu ngoại Du Re Nguyễn Hải Đăng lên. Mời cả gia đình lên. À, mời cụ lên đây. À, bà cụ đây rồi, bà cụ đây rồi. Ô hay, 87 tuổi mà còn khỏe thế nhỉ? Cô ấy hình như là ở nhà cả cụ ông, cụ bà để họp hết mà. Không đi ạ, anh có một... Ông mình thôi, mà... À, ông nhà là 88, mà bà là 87. Nên là xin có phần quà để hai ông bà. Vâng, đây. Gia đình mà Đức Cha vừa nêu tên đâu ạ. Xin gia đình mà 9 người đấy ạ. Xin có ai lên luôn. Để tránh mất giờ. Thế nhanh ạ. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho đại gia đình này. Vâng. Rất tuyệt vời. Đấy, ông trưởng gia đình là ông đi đầu luôn đấy. Dẫn đầu. Mà sau này là cứ dẫn như thế này là vào thiên đàng luôn nhá. Vào cửa thiên đàng là ông cứ đi đầu, xong đến bà, xong đến con, xong đến cháu, xong đến chắt, vào thiên đàng luôn. Xin mời ông lên đây ạ. Ông lên luôn. Đấy, ông đi dứt khoát mạnh mẽ như vậy. Vâng, rất là tuyệt vời. 2, 4, 6, 8, 10 à. À, cái em bé để mẹ bé đi. À, mẹ bé đi, ok rồi. Đấy. Qua. Cả nhà, vâng, về chia nhau. À, có quà đây, quà chia nhau. Chung, vâng. Cái này là cái ô, miền Nam gọi là cái dù. Vâng, dùng để che nắng cũng được, mà che mưa cũng được. Che cả gió luôn. Vâng. Đi học giáo lý mà trong những ngày mưa, ngày nắng. Đấy. Còn mình cái ô dù của mình mà để vào nước trời sau này là cứ lời Chúa nha. Dùng lời Chúa là ô dù, lời Chúa dẫn lối chúng ta để vào nước trời. Một tràng pháo tay nữa dành cho đại gia đình 9 thành viên. Rồi, xin cảm ơn ạ, xin mời các vị về chỗ. Đấy, chúng ta thấy không, nó không phong trào học nó như thế để chúng ta sẽ cố gắng. Và cũng có nhiều người, có những người nói tại sao ở chính tòa này học trước mà các giáo xứ chúng con lại học sau? Dạ thưa, xin cố gắng cũng lại dùng cái này để vào cái trang mạng của giáo phận. Tất cả các thông tin tài liệu nó ở trên trang mạng giáo phận Thái Bình.net hết, phát đồng loạt luôn. Chỉ có điều là chỗ này chỗ kia các cha cắt nghĩa, chịu khó cắt nghĩa. Rồi tôi thấy học miệt mài, học kinh khủng, học ngày học đêm. Đấy là điều chúng ta rất đáng khích lệ.
tôi muốn phát phần thưởng cho tất tần tật mọi người cơ, ai cũng được phần thưởng hết. Lát nữa có phần thưởng, bằng này người thi có phần thưởng hết, không ai có phần thưởng, kể cả huynh trưởng, kể cả các bạn tham dự đều có phần quà của Đức Cha như một cái dấu ấn. Và chúng ta nhớ là năm tới chúng ta sẽ học phúc âm tiếp, chứ không dừng ở đây, không dừng ở đây. Sang năm chúng ta lại học tiếp Tin Mừng theo Thánh Luca, và bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là năm phụng vụ mới. Chúng ta sẽ học giống như năm nay, đọc bản văn, thuộc bản văn, cát nghĩa. Sang năm chắc chắn thì sẽ khó hơn năm nay, phải nâng cấp lên mà. Để chúng ta phải có lời Chúa, chúng ta phải sống lời Chúa, chúng ta phải thực hành lời Chúa. Đó là căn bản của đời sống đức tin của chúng ta. Nên một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả, xin chân thành tri ân tất cả, xin chân thành kính chúc tất cả mọi người chúng ta đều là những người thắng được chính mình, thắng được những trở ngại khác, để chúng ta đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa và có thể nói với Chúa và nói về Chúa cho anh chị em mình, và thực hành đúng lệnh truyền của Chúa hôm nay. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, để họ cũng được hưởng bình an, hạnh phúc và được hưởng ơn cứu độ như lòng Chúa mong ước. Xin chân thành cảm ơn. Và còn một phần thưởng nữa, đó là có một cháu nhỏ nhất đi thi cấp giáo hạt. Tôi cũng lại phải đưa cháu lên đây, chứ không có tôi quên thì cháu nó lại buồn. Xem, xin lỗi cái cha hơi chậm một chút, nhưng mà còn có cháu này nữa. Đâu rồi? Cháu nhỏ nhất là cháu Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Kiệt, 8 tuổi. 8 tuổi chưa nhỏ nhất nhỉ? Có ai nhỏ nhất không? Bạn nào nhỏ nhất hơn 8 tuổi không? Đi thi hạt không? Cấp giáo hạt. Thôi cái đấy chúng ta sẽ tính sau, bởi vì tôi cũng thông báo, xin với lại các cha thông báo cho các cha quản hạt và các cha trong ban giáo lý ở các giáo hạt về tuổi nhỏ nhất, lớn nhất, tức là từ 80 tuổi trở lên. Còn một cụ nữa 82 tuổi hôm nay không đến đây, nhưng mà tôi sẽ gửi phần quà về cho các cụ. Còn giờ đây chúng ta cùng tin tưởng vào tình yêu của Chúa, và chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.